Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Nhà Châu đang trên xe chuẩn bị đi ra quán làm. Cấp nãy mặt của Châu nổi mụn quá trời. Xấu ơi là xấu. Xin mời cả nhà cùng đi ra quán với Châu nha. Dạ thì Châu ra tới quán rồi. Trời hôm nay cũng đang mưa lâm râm. Dạo này trời mưa suốt. Không thấy quán mở cửa, chắc cô nằm trong phòng. Châu đi rước nè về ông bà cô chú. Mưa nãy giờ chạy một vòng chở chị Na đi lấy đồ nữa. Rồi cái về đậu xe ở đây luôn. Na đang ngồi ăn trái cây. Trời mưa chạy xe nguy hiểm ghê á, không thấy đường, không có thấy cái kiến hậu á, với không thấy ơn sao. Rồi xích vô coi. Mẹ luộc hấp bánh bao con ăn ha. Châu chúc mấy cái bánh bao ra nè, bữa Châu đi siêu thị mua đó. 3 bịch 7.500 won, một bịch 10 cái. Tính ra rẻ quá nè. Hỏi Na ăn không, mẹ hấp cho Na ăn mà Na không chịu ăn. Để đây một chút. Thưa đi. Thưa ông bà cô chú, con đều mây. Con ăn gì? Con ăn ăn bút xô mai. Cái này nè. Bút xô mai cái gì cả gì? Đào à. Với xoài. Thôi. Ôi trời. Bự quá. Bự quá nước. Không vô. Ông bà cô chú, Châu Lu mua với bếp nãy giờ Na nằm ghế nó ngủ nè. Sao con không vô phòng nằm? Hả? Sao không vô phòng nằm con? Vô phòng nằm đi, chị đi rồi hả gì rồi? Đi rồi. Đi rồi vô phòng nằm đi con. Con buồn ngủ hả? 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 Con nóng rồi nè ơi, con muốn bệnh hả gì nữa rồi vàng ơi. Hả? Không phải sao con nóng như vậy? Máy lạnh nha. Dạ thì giờ Châu làm đồ ăn. Cái này là cái rong biển nè. Hôm nay Châu làm cái canh lạnh á, rong biển với dưa leo. Châu luộc sơ cái rong biển này Châu làm. Thường thì không có luộc sơ cũng được. Không luộc sơ thì cái mùi nó nặng hơn, còn luộc sơ thì nó nhẹ hơn cái mùi rong á, mùi rong biển á. Châu làm thì có khi Châu xiên thì Châu luộc không thôi, Châu thấy nó cũng giống nhau à. Người Hàn thì cũng có người luộc, có người không luộc. Rồi xong, vậy là cái đem đi rửa lại. Cắt trong biển cho vừa ăn đó. Giờ cho cắt tỏi với lại ớt á, mầm nhuyễn rồi bỏ trộn chung với cái rong biển. Rồi cho mầm ớt với tỏi xong rồi. Bỏ vô. Cái này có ớt sừng trâu á, cái ớt đỏ bầm vô cho nó đẹp. Vì Châu không có ớt đó nên là bầm ớt xanh luôn.
cô Na thích ăn cay nên là Châu bỏ ớt cũng hơi nhiều nè. Giờ bỏ đường vô, chút xíu muối, nêm bằng nước tương cũng được, mà Châu nêm nước mắm, giấm. Trộn cho nó ngấm á, giống như là trộn gia vị á, cho nó ngấm gia vị gần xíu á, để bỏ nước vô, chút cho sẽ đi sắc dưa leo nữa, trộn cái này cho nó ngấm trước rồi đi sắc dưa leo. Đây dưa leo đây, sắc nó. Sắc vậy nè, cho hết trái dưa leo luôn. Rồi xong rồi bỏ vô. Châu cắt dưa leo xong rồi nè, trái sắc ra nhiều ghê. Ui, bánh bao của Châu chín này, bánh bao hấp nè. Lấy cho bé Na ăn. Dạ, giờ qua đây Châu chiên trứng gà. Hôm nay thì không có mua đồ ăn á, nhà có gì làm đó ăn. Hết dầu luôn rồi. Lấy dầu ra, ở nhà có dầu. Nhà dầu cấp này từ lúc ông xã Châu không có nhà tới nay Châu không có nấu ăn ở nhà nên nước đem ra đây xài để lâu nó hết hạn. Châu chiên trứng khử tỏi, cái khử hành chứ. Mấy lúc Châu làm tỏi á, khán giả nó là góp ý nó là nó trứng gà trị với tỏi nên là nay cho làm hành thơm quá. Giờ Châu đi lấy nước vô canh, nước lạnh nè. Canh nó còn lạc quá, Châu cho thêm miếng muối nữa. Miếng muối với đường. Canh này nó giống như canh chua vậy, nó ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua. Cho miếng giấm vô, nó chưa có đồ chua. Dưa leo. Rồi món trứng gà của Châu nè, chín ở dưới rồi đó. Mùi hấp dẫn quá. Dưới chín nè. Món canh của Châu xong rồi. Giờ ấy miếng mè bỏ vô. Bạn cô Na lại. Cái chị hay lại đây. Bữa nay không có khách. Có bạn cô Út đây nữa, cô Út kêu chiên thêm cái gì ta? Khoai tây hôm qua hôm bữa ăn còn á. Cô Na xuống rồi, cô Na cắt bí trộn vô. Cô Na nói cắt bí trộn chung mới ngon. Cô là sắc ớt bỏ vô nữa. Cô là bỏ vô chiên. Hai chị còn hết lên kìa. Trang lên đi kìa. Trang lúc sao kìa. Anh thắng đi.
sang lên em về chờ coi anh chị. Bạn cô na nói đói bụng là kêu dọn cơm lẹ lên. Có bao nhiêu? Bạn cơm xong rồi ông bà cô chú ơi, xin mời cả nhà cùng ăn cơm. Mấy xíu xíu. Trứng chiên, khoai tây với bí chiên, kim chi, ớt. Con bé cô na đi học về cái lấy cái bánh bao hồi nãy hấp cho bé na á, còn lấy cho bé ăn. Ăn miếng cơm nha con. Ăn ít thôi. Không ăn hả? Không ăn hả? Ăn méo quá. Hàn nhớ tôi chỉ ăn thế sao? Chào làm cái gì? Hàn sáu mươi phút. Tương đại. Bái đi mà đi. Ờ. Anh đi, hàng bị đánh nó nên nó vẽ cái nó nên. Ờ. Hãy
Tham này hả? Ồ, không. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây các anh em, giờ đó mình để nó cột tạt tạt. À, có cún nào thì sốt ra gì cả. Dạ, ăn xong rồi, ăn sạch sẽ chưa? Trời ơi, trời ơi. Canh bán đắt luôn, còn nhiều đây. Nam mô Bồ Tát. Dạ, cả nhà ơi, giờ gia đình Châu chuẩn bị về. Hôm nay thì không có bán được phần nào hết trơn á. Mưa từ hồi chiều tới giờ luôn, mưa rất là lớn luôn, nên là không có ai đi ăn hết trơn. Bán ế. Hồi nãy ăn cơm xong rồi rửa chén xong, giờ chuẩn bị về. Cha ban, mê cô. Dạ thì cái video của Châu tới đây Châu cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú cả nhà đã xem video ủng hộ. Mưa quá trời mưa luôn mà cô chú ơi, giờ đi về. Nên cho cái gì vậy? Hả? Trời mưa là chạy xe cũng nguy hiểm lắm, không thấy đường. Vậy Casio có dù mà không che để chạy vậy đó.